chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Đã rất lâu rồi tôi không lên sóng để chia sẻ với các bạn những mẫu nhà đẹp. Lý do là trong thời gian vừa qua thì tôi có tiến hành động thổ khởi công xây dựng một công trình rất là tâm huyết ở quê hương mình, ở đó là khu vực tỉnh Ninh Bình, để xây dựng cho bố mẹ tôi một công trình, và đó cũng sẽ là cái trụ sở của Kisato, một cái ngôi nhà trải nghiệm của Kisato tại khu vực tỉnh Ninh Bình. Thì hôm nay tôi rất là hân hạnh được giới thiệu các bạn cái ngôi nhà vườn tại quê hương của tôi. Các bạn cùng khám phá xem là cái ngôi nhà vườn của tôi như thế nào nhé. Và thông qua video này, biết đâu đó các bạn có thể tham khảo học hỏi được một cái điều gì đó cho kiến trúc công năng công trình nhà mình. Và các bạn thấy hay, hữu ích thì hãy share cái video này cho mọi người hoặc là lưu về để tham khảo sau này. Đặc biệt đừng quên đăng ký kênh YouTube của Kisato hoặc là vào website kisato.vn để tham khảo thêm rất là nhiều những mẫu nhà chúng tôi chia sẻ trên kênh. Đầu tiên tôi sẽ chia sẻ các bạn một chút về khuôn đất và tổng mặt bằng của công trình. Thì đây là tổng mặt bằng của công trình, khá là rộng đúng không ạ? Cái khu vực cổng vào có cái chiều ngang khoảng hơn 18m các bạn ạ. Đấy, và công trình này thì phát triển theo chiều ngang như các bạn đang nhìn thấy trên hình ở đây. Khi mà tôi về bay khảo sát toàn bộ khuôn đất của nhà mình thì tôi mong muốn biến cái không gian ở đây thành một cái resort thu nhỏ để có thể có một cái ngôi nhà cho bố mẹ ăn dưỡng tuổi già, hoặc là gì ạ, là một cái nơi để tôi tiếp đón khách khứa, bạn bè, hoặc là gì ạ, cái nơi để đưa các cháu, vợ chồng tôi về quê nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần mà chúng ta không cần phải đi đâu xa, không cần phải đi du lịch hoặc đi những cái resort, mà chúng ta có ngay cái resort tại quê nhà của chúng ta với người thân của chúng ta. Đấy là cái mà tôi mong muốn biến cái không gian ban đầu trở thành một cái không gian tổng thể như vừa rồi tôi chia sẻ với các bạn. Thì đối với mong muốn nguyện vọng như vậy thì tôi có lên ý tưởng đầu tiên, đó là bố cục của công trình. Thì ý tưởng của tôi sẽ là gồm một khu vực nhà chính khoảng 300m², trong đó có 4 phòng ngủ, một khu vực phòng khách, phòng thờ, bếp cộng ăn, bếp ăn tách bạch nhau, và một khu vực gara là không thể thiếu rồi. Tiếp đến là một khu vực nhà làm việc tiếp khách khứa, một khu vực gym, một khu vực cà phê và kết hợp với khu vực sông hơi. Đặc biệt là nhà quê thì chúng ta không thể thiếu được khu vực trồng rau sạch hoặc là khu vực ao cá kết hợp với cái chòi để chúng ta có thể tổ chức những bữa tiệc hoặc là nhâm nhi tách cà phê ở khu vực chòi ngắm ra không gian sân vườn ao cá đúng không ạ? Đấy, và chúng tôi cũng bố trí thêm một khu vực thể dục thể thao, đó là gì ạ? Ở khu vực sân cầu lông ngay ở cái khu vực khoảng sân đằng trước, hay là một không gian khu vực hồ quay để chúng ta có thể là tĩnh hoặc là nhâm nhi tách cà phê dưới gốc cây xoài và nhìn về những chú cá koi đang bơi lội hoặc là cho những chú cá koi ăn ở dưới gốc cây xoài thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái ý tưởng sơ bộ. Thì lúc đầu thì tôi thiết kế cũng đúng như những cái gì mà tôi mong muốn. May khuôn đất của tôi vừa đủ để thỏa mãn được những cái mong muốn về mặt bằng công năng của tôi ở trên cái tổng mặt bằng này. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái khu vực ngôi nhà chính của tôi, khu vực nhà vườn rất là độc đáo, thì tôi sẽ chia sẻ các bạn tại sao tôi lại đặt ở đây. Vì khi mà chúng ta đi cổng vào đây thì chúng ta sẽ vẫn nhìn được toàn bộ ngôi nhà, và cái chiều hình dáng khổ đất thì nó vừa hợp cho cái công năng mà tôi mong muốn như tôi đã chia sẻ các bạn. Tiếp đến là dạng khu vực hồ cá kết hợp với vườn rau là ở giữa khu vực nhà chính và một cái khu vực nhà làm việc, để làm sao ạ? Nó là một cái không gian xanh và là một cái khoảng hở để ngồi ở nhà chính hoặc là ngồi ở khu vực nhà phụ làm việc này, chúng ta đều nhìn thấy cái không gian xanh. Tiếp đến là một khu vực gym và khu vực cà phê ngay gần khu vực nhà làm việc, để khi mà khách khứa đến hoặc là sau những buổi chiều căng thẳng làm việc hoặc là các cụ về già thì có thể là tập gym hoặc là xông hơi ở ngay khu vực này. Đó, thì đấy là cái ý tưởng ban đầu của tôi. Nhưng sau một thời gian đi sâu, đào sâu hơn nữa và thực sự hỏi bản thân mình là mình mong muốn
thật sự ở ngôi nhà này những cái gì thực sự là cần thiết và cái giá trị lâu dài để lại về sau là cái gì về mặt công năng ấy, đó thì tôi quyết định là thay đổi cái tổng mặt bằng công năng này đi một chút như các bạn đang nhìn thấy trên hình ở đây. Thì vẫn là cái ngôi nhà chính với diện tích khoảng 300 m², vẫn ở vị trí đó, nhưng mà cổng thì tôi thay đổi đi, cổng ở sang bên tay trái. Tại vì khu vực từ cổng này vào gara nó sẽ tiện hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta để cổng ở bên tay phải. Đó. Ở đây thì tôi bố trí thêm một cổng phụ vào khu vực cổng chính. Thì ô tô rẽ vào đây đi thẳng phát vào khu vực gara luôn, nó tiện hơn rất là nhiều so với việc chúng ta để cổng phụ ở bên tay phải như ở cái phương án trước mà chúng ta để, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo khu vực sân cầu lông tôi cũng thay đổi sang bên tay phải cho tiện, tránh cái việc là ô tô ra vào. Ở đây thì tôi trực tiếp sẽ kẻ luôn khu vực sân cầu lông này. Đi thẳng vào bên trong thì vẫn là khu vực ao kết hợp với chòi và khu vực trồng rau sạch, nhưng có thay đổi các bạn ạ. Khu vực chòi thì tôi đẩy sát về khu vực trồng vườn rau này, chứ không gì ạ, không ra khu vực giữa ao như trước nữa. Tại vì nếu mà giữa ao thì chúng ta ngồi ở sân nhà phụ hoặc sân nhà chính sẽ bị vướng cái tầm view. Tôi muốn là làm sao mà ngồi ở khu vực nhà phụ phải nhìn sang được không gian kiến trúc của nhà chính, và ngồi ở khu vực nhà chính nhìn được kiến trúc của khu vực nhà phụ. Đó là lý do tại sao mà tôi lại đẩy cái khu vực chòi gần với khu vực vườn rau và không ra giữa, để hai nhà thông thoáng có thể nhìn thấy nhau. Đấy, phía đối diện của chòi là khu vực cầu ao, là xuống ao đấy ạ, nối xuống ao. Và thẳng khu vực cầu ao là cái khu vực mà trang trí cái bức tường nó cao hơn hẳn để cái logo của Kisato. Đi thẳng vào bên trong thì tôi quyết định thay đổi một chút, tôi không làm khu vực gym và khu vực cà phê nữa. Khi mà tìm hiểu thực sự mong muốn của mọi người và tham khảo tất cả thành viên trong gia đình một lần nữa thì tôi thấy rằng cái nhu cầu về cà phê và gym này tất nhiên là rất là cần thiết, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi bố cục làm cho không gian này nó rộng hơn rất là nhiều. Bằng cách là gì ạ? Ở phía đằng trước tôi đẩy ra một khu vực sân chơi cho các cháu, đó là để cầu trượt, để xích đu đó ở cái khu vực sân cỏ này ạ. Và phía bên kia là khu vực nướng BBQ đối diện khu vực sân chơi. Đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái không gian xanh và một cái không gian hoạt động hữu ích hơn rất là nhiều, kết nối giữa các thành viên trong gia đình và gì ạ? Các cháu có một cái môi trường vui chơi khi mà về quê hương ở ngay không gian trước khu vực nhà phụ này. Tiếp đến khu vực nhà phụ và cuối cùng tôi đẩy cái khu vực cà phê ở phía đằng sau. Cái khu vực này thì tôi tận dụng cái đất nó khá là thấp đó và gần khu vực mương, nên tôi quyết định ở bên dưới, nó giống như một cái tầng bán hầm ấy, để tôi sẽ chăn nuôi, ví dụ nuôi con gà, con vịt và làm một cái kho kết hợp với tôi để test nước và cái máy lọc nước, hoặc là một cái khu vực gì ạ, sân ướt để mổ con gà con qué. Tại vì đối với khu vực nhà về quê thì chúng ta không thể thiếu một cái kho để thóc lúa, đúng không ạ? Để các cái dụng cụ mà chúng ta cần đến chúng ta sử dụng thì chúng ta để một cái kho đó. Chúng ta cần một cái sân ướt, chúng ta cần một khu vực gì ạ, nuôi gà, vịt. Đấy, đấy là cái điều thiết yếu, cần thiết ở khu vực quê hương các bạn nhé. Thì ở đây có ao cá để thả cá rồi, có rau sạch để trồng rồi, thì chúng ta sẽ có một cái khu vực chăn nuôi ở dưới tầng bán hầm này để có thể nuôi con gà, con vịt, hoặc là mua con lợn rừng về thả vài ngày ở khu vực chăn nuôi này, nó rất là tiện. Còn phía bên trên thì chúng tôi sẽ làm một cái khu vực cà phê để view ra bên ngoài cánh đồng đó. Và bên trên này thì tôi có bố trí thêm một khu vực nhà vệ sinh, một khu vực gì ạ, bếp cộng ăn. Tại sao lại như vậy ạ? Tại vì ở quê thì các bạn biết là cái việc dỗ chạp, đặc biệt tôi là gì ạ, cháu đích tôn, bố tôi là con trưởng, lên dỗ chạp là cái điều không thể tránh khỏi, và hàng năm thì sẽ có mấy cái dỗ đấy ạ. Thì chúng ta phải tính toán làm sao có không gian để chúng ta gì ạ, ăn uống ở trong ngày dỗ chạp đó. Vì vậy tôi quyết định là ở phía trên cái khu vực chăn nuôi này thì tôi sẽ làm cái mái kính, thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ các bạn phối cảnh để có thể ngồi được 50 người để ăn dỗ trên này. Còn lúc thông thường chúng ta có thể làm không gian để sử dụng uống cà phê. Chúng ta không thể ăn uống đông người ở trong buộc nhà chính, nhà phụ hoặc ngoài sân rất là nắng lôi như thế này, thì cái không gian này rất là lý tưởng các bạn nhé. Ok, thì đấy là cái ý tưởng mà tôi muốn chia sẻ các bạn với cái khuôn đất có kích thước
như công trình của tôi ở đây. Đó, chiều này là tận 43 mét, chiều ngang này thì nó rơi khoảng là gần 19 mét thì đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ các bạn về phần phần phối cảnh tổng thể để các bạn này nhìn sơ bộ đi. Thì đây là phối cảnh tổng thể, các bạn nhìn thấy đây. Đây lối cổng vào đây, đây khu vực sân cầu lông, khu vực nhà chính có gara, khu vực ao kết hợp chòi và khu vực nhà phụ, sau là khu vực cà phê. Nhìn thế này thôi nhưng mà không gian lên rất là rộng các bạn nhé. Ao này có diện tích là 150 m², nó rất là rộng luôn ạ. Tí nữa tôi sẽ chia sẻ gần các bạn đi. Đấy. Ok. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ các bạn về từ cổng đi vào đi nhé. Đó, thì đây là khu vực cổng. Cổng đây thì tôi có giật vào để cái việc vua xe vào cổng nó dễ hơn rất là nhiều. Toàn bộ hệ cổng thì chúng tôi thiết kế bằng nhôm đúc. Đó. Bên này thì chúng tôi làm cái biểu tượng logo là Kisato House, kết hợp với đèn chiếu sáng vào buổi tối nữa các bạn nhé. Trên một cái nền tân cổ điển nhẹ nhàng như thế này. Đó. Thì cổng vừa sang trọng, đẹp mà lại thể hiện được cái tên của ngôi nhà. Đó, thì rất là mong muốn là sau khi ngôi nhà thi công xong thì mời mọi người về đây để trải nghiệm không gian kiến trúc cũng như nội thất của công trình do chính công ty cổ phần kiến trúc Kisato thiết kế và thi công. Đây là mặt trực diện của khu vực cổng. Đó, và cổng đây thì tôi bố trí toàn bộ hệ thống đèn để ban tối chúng ta có thể là diện thưởng thức ngắm nhìn cái hệ kiến trúc này cũng như ban ngày. Đây là mặt trực diện về phần phối cảnh của khu vực ngôi nhà chính. Đây là khu vực cổng khi mà chúng ta đứng từ phía bên trong chúng ta nhìn ra bên ngoài, thì bên trong hay bên ngoài đều rất là sang trọng và đẹp đúng không ạ? Đây là khu vực mặt tiền của nhà chính. Đó, thì khu vực nhà chính như thế này thì nó khác biệt hoàn toàn với những cái công trình khác. Như bạn thấy, công trình đặc biệt bởi cái hệ vòm từ cốt 00 lên trên đến cốt đỉnh này nó rơi vào khoảng hơn 6 mét một chút các bạn nhé. Đó, nếu chúng ta bỏ hệ vòm này thì nó giống như một công trình biệt thự tân cổ điển nhẹ nhàng mái Nhật. Đấy, nhưng mà thêm hệ vòm vào thì công trình sẽ hầm hố khác biệt và đặc sắc hơn rất là nhiều. Đặc biệt là tôi kết hợp thêm hệ cột đôi. Đó. Vòm đây khá là cách điệu. Đấy, vòm trong sau đó lượn ra bên ngoài lại thêm một lớp vòm bên ngoài nữa. Đấy, và đấu trang trí ở các khu vực cột tròn cũng như các cái khu vực cột của lan can, cột của khu vực sảnh, sảnh thì chúng tôi làm le ra và lượn cong để đi lên trên ngôi nhà. Đấy, nhìn sẽ sang trọng hơn rất nhiều. Toàn bộ các khu vực cột góc thì đắp giả to khỏe khoắn, các cái khu vực cửa sổ cửa đi làm hệ vòm trang trí để tạo ra một sự cách điệu cho công trình. Đây là một cái view mà chúng ta đi vào khu vực phía ao. Phía ao đây thì tôi sẽ làm cao hơn so với sân khoảng tầm 30 phân, sau đó là sử dụng lan can sắt nghệ thuật. Đó, đây là cái khu vực để bức trang trí logo Kisato và sẽ có thác nước chảy xuống ở đây. Cây cối tôi sẽ gắn ở trên tường để tạo cái tiêu cảnh cho công trình. Đây lối đi vào khu vực nhà phụ. Đó, đây là gara ô tô. Trước gara ô tô thì chúng tôi có làm cái máy kính sắt nghệ thuật, vừa là sử dụng và vừa là để khoe cái tay nghề thi công của đội ngũ kiến trúc Kisato. Đây là khu vực chòi cũng kết hợp theo kiểu vòm tân cổ điển đồng bộ với khu vực nhà chính nhà phụ. Đây là trực diện của cái phía mà chúng ta ngồi từ chòi, chúng ta sẽ nhìn thấy cái logo của Kisato các bạn nhé. Đó, đây là khu vực nhà phụ. Phụ là khu vực nhà tôi sẽ tiếp đón khách khứa, sẽ cùng tí nữa tôi chia sẻ cùng các bạn. Đây là khu vực nướng BBQ này, đây là khu vực cầu trượt và xích đu cho các cháu này. Đấy, thì tôi có một không gian rất là rộng ở hai bên khu vực phía nhà phụ và vẫn có khoảng sông ở phía giữa khu vực nhà phụ để nhìn ra khu vực ao. Nhà chính hay nhà phụ chúng ta đều có một không gian rất là thoáng. Đó là lý do tại sao tôi để chòi về gần phía vùng vườn rau này chứ không để ra giữa các bạn nhé. Đây là lối đi ra phía đằng sau. Đây là tổng không gian của khu vực trước nhà phụ. Ở trên mái nhà phụ tôi làm mái bằng và sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời. Đó. Và chia sẻ thêm các bạn là khi mà lên phương án thì anh em kiến trúc Kisato có đưa phương án tường rào và cột hàng rào như thế này. Đó, thì chia sẻ các bạn là cột này cao 3,5 m các bạn nhé, cột cao 3,5 m và tường rào thì cao 2,7 m. Đó,
thì tôi thấy nó khá đơn giản và chưa đúng những cái gì mà tôi mong muốn. Thì sau đó là tôi có bảo anh em sửa lại theo cái phương án của tôi. Thì đây là cái phương án sau khi anh em sửa lại thì các bạn có thể cùng tôi tham khảo luôn. Đó. Đấy, thì các bạn sẽ thấy đây là cái khu vực phía cọc vào đấy. Thì phía bên tay phải là tôi có làm những cái bức phù điêu trang trí như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là tôi yêu cầu anh em làm cột to ra. Mặt này phải rơi vào khoảng tầm 300. Đấy, và kẻ chỉ lõm kết hợp với đấu trên đấu dưới. Đấy, và làm thêm một cái viền ở bên trong cách ra khoảng tầm 5 phân làm cái viền trang trí giống như một cái khuôn tranh, bên trong lại tiếp tục có lớp viền nữa và các cái kẻ chỉ để tạo sự cách điệu công trình. Dưới thì gì ạ? Tôi làm những cái bộ khu vực bồn hoa. Đấy. Bồn này thì xây và đấu liền với cái đấu của gì ạ? Đế chân cột. Đấy, và ốp đá dối thì nó sẽ rất là đẹp. Chúng ta vừa có không gian để trồng cây cối mà chúng ta lại có thể khoe được cái khuôn tranh trang trí ở các cái khu ô hàng rào, kết hợp vào đó là những cái tân cổ điển, những cái chỉ đấu trên đấu dưới rất là tinh tế của khu vực hàng rào. Đây các bạn hãy nhìn thêm góc bên này. Đấy, bên này ấy, thì tôi sẽ làm những khuôn tranh nhưng mà ốp gì ạ? Ốp gạch thẻ thôi. Đấy, đa phần là sẽ theo kiểu trang trí như thế này. Đó, rất là đẹp và tự nhiên đúng không các bạn? Đây, tổng thể khi mà tôi yêu cầu anh em sửa lại. Khi sửa lại thì các bạn sẽ thấy cái phương án này nó tinh tế, đẹp và nổi bật hơn rất là nhiều so với phương án đầu tiên đúng không ạ? Đây là phương án đầu tiên này các bạn này. Đấy. Còn đây là phương án mà tôi đã thay đổi này. Đó. Đấy, nhìn nó đẹp và bắt mắt, tinh tế hơn rất là nhiều. Ok, còn một cái nữa mà tôi cũng bảo anh em thay đổi thì chia sẻ các bạn luôn. Đây, cái khu vực này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái khu vực này tôi sẽ thay đổi nó như này. Đó, đây. Thì chỗ cái khu vực logo Kisato thì tôi bảo anh em giật lên. Đấy. Giật lên. Các bạn nhìn thấy 1 2 3 giật lên 3 phát như thế này. Và tôi làm phao lồi giống như một khuôn tranh bên ngoài. Bên trong ốp đá và bên ngoài gắn logo Kisato tối có thể bật đèn. Đây là cái chum có thể là chúng ta có thể gì ạ? Trồng hoa hoặc là chúng ta có thể là làm cái thác nước nó phun lên. Hai bên ốp gạch thẻ cầu kỳ khá bắt mắt và đẹp đúng không ạ? Đó. Bên dưới này chúng tôi có thể làm cái bồn, ở đây có thể là sử dụng là bồn nước hoặc là chúng ta có thể là bồn hoa các bạn nhé. Đó, để nổi bật cái khu vực khi mà chúng ta ngồi diện ngồi ở chòi nó nhìn ra cái logo của công ty. Đấy là phương án mà thay đổi lại. Đây các bạn nhìn ở góc nhìn này cũng rất đẹp và bắt mắt đúng không ạ? Còn cái phương án lúc đầu như thế này. Phương án lúc đầu thì thực sự là chưa nổi bật lắm đây, phương án lúc đầu chưa thực sự chưa nổi bật lắm đúng không ạ? Đó, sửa lại thì hoàn toàn là khác biệt ngay. Ok. Rồi, giới thiệu tiếp các bạn về các cái view khác để các bạn cùng quan sát nhé. Đây là cái view khu vực chòi. Đây là cái khu vực cái lối lên đây nhá. Đây cái lối mà đi từ dạ lách bên tay phải của khu vực nhà phụ đi thẳng vào thì dạ đi ở hai bên là đi lên trên khu vực cà phê. Ở bên đi xuống dưới là đi khu vực xuống dưới bán tầng bán hầm. Đấy, bán hầm là khu vực kho này, chăn nuôi này. Đấy, và khu vực mà sân ướt đấy để có thể giết mổ ạ. Đó. Đây, dưới là đi xuống hầm. Trên là đi lên, chúng ta hoàn toàn có thể làm hầm rượu và đây là sát mương rồi. Trên này thì tôi làm máy tính sắt nghệ thuật và có thể kê được rất là nhiều bàn để uống cà phê view ra cái khu vực cánh đồng thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đó, sắt nghệ thuật đi thẳng lên. Đại không gian trên này. Đây là cái mặt tường đằng sau của khu vực nhà phụ đó. Đấy, chúng ta được một không gian rộng. Ở đây là khu vực bếp và khu vực nhà vệ sinh. Ví dụ như chúng ta ăn uống đây thì chúng ta cần phải có cái khu vực để chúng ta rửa tay vệ sinh. Chúng ta cần khu vực bếp để nấu nướng. Chúng ta tránh trường hợp nhận nấu nướng ở trong khu vực nhà chính hoặc nhà phụ. Nó rất là bất tiện. Nếu các bạn có không gian rộng rãi, chúng ta lên thiết kế một khu vực ăn uống cho việc giỗ chạp hoặc là những ngày con cháu đông hội tụ về gia đình ở một khu vực như thế này. Trên máy tính thì tôi có đua ra một chút để trồng đất và làm những cái cây nó leo lên trên máy tính để mát như thế này. Thì chúng ta ngồi ở đây chúng ta ăn uống chúng ta view ra đồng rất là đẹp, hoặc là ít khách khứa thì chúng ta có thể là làm một khu vực cà phê rất là tuyệt vời luôn. Đó, các bạn có thể cùng ngắm lại một lần nữa. Đấy, đây là view tổng thể. Trên chúng tôi làm máy tính sắt nghệ thuật rất là nhẹ nhàng đơn giản thôi. Đó. Thì đối với công trình của nhà vườn của tôi ấy, thì nó đạt được rất là nhiều những cái tiêu chí mà tôi rất là hài lòng và ưng ý. Thứ nhất đó là gì ạ? Có một không gian nhà chính đủ
công năng sinh hoạt rộng rãi với diện tích 300 m², một khu vực nhà phụ để làm việc đón tiếp khách khứa, một không gian tiệc nướng BBQ ngoài trời, khu vực vườn xích đu cho các cháu, khu vui chơi xích đu cầu trượt, khu vui chơi cho các cháu, một khu vực tròi để có thể là nhâm nhi với bạn Hiền, hoặc là cà phê, hoặc là ngồi đây câu cá với những người thân trong gia đình. Đó. Xung quanh ao này thì tôi có làm những cái bồn lồi ở bên trong chứ không ra ngoài, mất diện tích ngồi bên trong ao, hình chữ L như thế này, và bốn góc thì chúng tôi trồng bốn cây cọ, ở bên dưới thì tôi có thể trồng bưởi hoặc là la ngả vào ao để rất là bắt mắt đó. Một khu vực thể dục thể thao, một khu vực chăn nuôi mang đầy đủ tính chất của không gian nhà vườn các bạn nhé. Rồi tôi sẽ chia sẻ các bạn về kiến trúc của công trình đi, để các bạn có thể tham khảo về mặt bằng kiến trúc của công trình này. Trước tiên tôi sẽ chia sẻ về công trình chính các bạn nhé. Đây, công trình chính này, tổng cái chiều ngang của công trình là 25,68 là từ tim đến tim. Đó, phủ bì nó rơi vào khoảng hơn 26 m. Chiều sâu phủ bì nó rơi vào khoảng là gần 14 m các bạn nhé. Đấy, thiết kế 7 bậc. Trước kia ấy thì có 5 bậc thôi, thì tôi yêu cầu tăng lên thành 7 bậc. Nhà phụ có 3 bậc, tôi tăng lên thành 5 bậc. Thì không gian nó cao ráo và đẹp hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta làm thấp. Tại vì vào cổng phát đập vào cái kiến trúc công trình nó sẽ rất là đẹp. Đi thẳng vào đây là cái khu vực phòng khách 34 m² rất rộng rãi thoải mái như này. Bên tay phải là khu vực phòng ăn, có view nhìn ra khu vực sảnh phụ và view nhìn ra phía trước, có thể ngồi 8 đến 10 người các bạn nhé. Khu vực bếp thì tụi tôi làm tách riêng là 18,1 m², có bàn đảo ở đây, có vách kính ngăn mùi chứ không bếp thông với khu vực ăn đó, và vệ sinh chung. Tiếp đến đó là gì ạ? Khu vực phòng ngủ cho bà của tôi, khu vực phòng ngủ cho bố mẹ, khu vực phòng ngủ cho em, khu vực phòng ngủ cho vợ chồng tôi đó. Nhưng sau cái mặt bằng này thì tôi có yêu cầu anh em sửa lại, chuyển thành gì ạ? Phương án là tất cả các phòng ngủ đều có bị xếp kín. Tại vì các bạn biết là ở đây chủ yếu có gì ạ? Có bà tôi ở chính thôi, bố mẹ tôi với anh em tôi thì thỉnh thoảng mới về thôi. Nhưng mà cái việc vệ sinh khép kín trong phòng sẽ tiện hơn rất là nhiều cho cả người lớn và cho cả giới trẻ. Và nó thiết yếu hơn rất là nhiều so với việc chúng ta đi từ phòng này ra tận ngoài này để sử dụng cái vệ sinh chung. Thì đấy là yêu cầu các bạn xem khi tôi yêu cầu đấy thì thay đổi như nào nhé. Vâng, đây là cái phương án sau khi mà thay đổi, các bạn nhìn thấy tất cả các phòng đều có vệ sinh khép kín đúng không ạ? Và có diện tích cũng khá là rộng, 12, hơn 13, 10, hơn 15 và gần 18. Đó, 4 phòng ngủ đều có vệ sinh khép kín. Phòng thờ 19,3 có khu vực sạch. Đó, rất là rộng rãi và đầy đủ công năng. Đặc biệt khu vực bếp, khu vực ngăn và phòng khách rất là rộng rãi để tiếp khách khứa, và khu vực gara riêng. Đó. Đây, kiến trúc khu vực nhà phụ. Nhà phụ thì có chiều ngang 16,44 và chiều sâu là 6,22. Thì các bạn sẽ thấy ở không gian chúng tôi chia làm 3 gian. Gian giữa thì là khu vực làm việc và làm việc của tôi và tiếp khách. Ví dụ như những ngày nghỉ mà cuối tuần hoặc nghỉ dài hơi thì tôi sẽ về đây làm việc trực tiếp ở tại khu vực nhà vườn này và sẽ tiếp khách khứa đến tham quan trải nghiệm ở không gian này. Còn phía bên phải là cái khu vực không gian ngủ dành cho gì ạ? Vợ chồng tôi có thể ngủ ở kia hoặc là ra đây ngủ. Còn bên gian còn lại là khu vực phòng ngủ cho các cháu ở khu vui chơi. Nó tiện luôn cái khu vực cầu trượt và khu vui chơi ở ngoài trời, nên rất là tiện. Có thể vui chơi trong nhà hoặc vui chơi ngoài trời và ngủ luôn. Thiết kế giường tầng các bạn nhé. Đó. Thì đối với một công trình thì cái nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng nó tích lũy từ gì ạ? Cái việc mà trải nghiệm của cuộc sống của bạn, tích lũy từ cái mong muốn của các thành viên, tích lũy từ cái hình dáng khổ đất đó của gia đình, chúng ta sẽ đưa ra được những cái đề bài cho kiến trúc sư, và từ đó kiến trúc sư sẽ lên một cái ý tưởng sơ bộ, sau đó chúng ta cùng đào sâu, nghiên cứu sâu, bới sâu với kiến trúc sư để đưa ra một cái phương án tổng mặt bằng, phương án mặt bằng chi tiết, để từ đó chúng ta ra được một cái lựa chọn tốt nhất cho gia đình chúng ta. Như phương án của tôi đây thì phải thay đổi rất là nhiều lần mới đưa ra được một cái
bài toán mà tôi ưng ý và hài lòng nhất các bạn nhé. Đó, nên cái việc mà chúng ta thi công xây dựng nhà thì chúng ta lên phải có gì ạ? Tôi khuyên các bạn cho lên phải có thiết kế. À, ví dụ với một cái công trình nhà vườn như thế này thôi mà tôi có thiết kế đã phải thay đổi, thay đi thay đổi lại, suy đi suy nghĩ rất là nhiều để đưa ra được một cái phương án tối ưu. Thì nếu mà các bạn mà không có bản vẽ thiết kế thì tôi không biết là công trình của bạn sẽ như thế nào. Tại vì có thể đó là những cái mà chúng ta đưa ra nó chưa phải là phương án tối ưu nhất. Có thể đó là cái ý kiến chủ quan của chúng ta. Khi kiến trúc sư góp ý cùng với bạn, trao đổi cùng với bạn các thành viên gia đình thì chúng ta mới nhìn ra được cái tối ưu nhất của công năng và cái phương án của chúng ta. Từ đó chúng ta có cái lựa chọn tốt nhất. Nên cái việc thiết kế nó rất quan trọng. Chúng ta càng thiết kế sớm bao nhiêu càng tốt. Và quan điểm của tôi, nếu các bạn dự kiến xây dựng nhà ở giữa năm thì chúng ta lên thiết kế đầu năm. Nếu chúng ta xây dựng ở đầu năm thì chúng ta thiết kế vào giữa năm, tức là cách đó khoảng 3 đến 6 tháng là đẹp nhất các bạn nhé. Đó, chúng ta càng đào sâu, đặc biệt về phần tổng thể, tổng mặt bằng, về mặt bằng, về mặt công năng, về phần phối cảnh thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn tối ưu, hài hòa, mỹ mãn nhất cho cái phương án chúng ta. Và khi mà chúng ta xây dựng lên thì chúng ta sẽ không còn lăn tăn, không còn băn khoăn, không còn phải suy nghĩ đắn đo bất kỳ cái gì đó, đúng không ạ? Và đấy là cái chia sẻ đôi lời mà tôi muốn nhắn nhủ với mọi người. Đặc biệt cái phần thiết kế nó còn quan trọng ở cái phần là gì ạ? Khi mà chúng ta triển khai thi công xây dựng. Đó, ví dụ như ở cái công trình mà ở dưới nhà quê, nhà vườn của tôi đang xây dựng này, tôi phải thuê đến 5 đội, đội hàng rào riêng, nhà chính riêng, chòi riêng, ao riêng, và khu vực nhà phụ riêng hoặc là khu vực nhà cà phê riêng đó, để có thể tiến hành thi công nhanh chóng và xây dựng và tốt nhất. Và tôi không thể là gì ạ? Đưa đội quân chuyên nghiệp ở các thành phố lớn về, tại vì bây giờ đang dịch giã, thì tôi sử dụng đội quân ở khu vực ngay chính quê hương tôi. Đó, nhưng mà các bác ấy thì thường gì ạ? Đọc bản vẽ không rành lắm, nên chúng ta cần phải có gì ạ? Có bản vẽ thực sự là rất là chi tiết. Và đặc biệt nếu mà các bạn làm nhà thì tôi khuyên các bạn là gì ạ? Lên thuê một giám sát nữa. Giám sát thì tất nhiên khi các bạn thuê đơn vị của chúng tôi thiết kế thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn các cái lần giám sát quan trọng. Nhưng mà chúng ta lên có một tốt nhất, có điều kiện mà lên một giám sát trực tiếp ở đấy. Ví dụ như công trình này thì luôn luôn là bố tôi, hoặc là bây giờ trong thời gian dịch giã thì tôi ở nhà thì tôi sẽ thường xuyên trực tiếp đó để cùng trao đổi với các bác thợ. Vì các bác thợ thì không dành về bản vẽ, và thứ hai nữa là rất có thể là chúng ta không giám sát 24/24 sẽ bị lệch một số chi tiết nào đó, là chúng ta đã phải trả giá rồi, không thể quay lại để chúng ta sửa chữa được nữa. Đó, thì chúng ta phải có giám sát, và tốt nhất là giám sát 24/24. Còn nếu các bạn là người có điều kiện hơn nữa và bận rộn thì chúng ta lên thuê một đơn vị thiết kế, sau đó họ thi công chọn gói. Tại vì chúng ta không đi quản lý nhiều người, mà chúng ta chỉ cầm đằng chui là một công ty uy tín nào đó. Chúng ta chỉ cần biết họ thiết kế như vậy và họ phải thi công chúng ta đúng một cái bản vẽ chuẩn chỉnh như vậy. Thì công ty chúng tôi đang có cái triển khai cái dịch vụ đó để làm sao mà mọi người đỡ phải đau đầu đi, đỡ phải nói ông điện một tí, đúng không ạ? Ông thạch cao một tí, ông nội thất một tí, rồi ông xây một tí, rất nhiều. Ông trong một cái ngôi nhà này thì có rất là nhiều các cái nhà thầu phụ, và chỉ nắm một người thôi, họ sẽ nắm bắt được toàn bộ các cái quy trình, các cái bước, rồi thành thạo bản vẽ. Và đặc biệt như công ty tôi thì có một cái giám sát 24/24 nữa, chứ không phải là chúng tôi vứt đấy cho thợ đi rồi đi thi thoảng đi lại, mà cam kết với chủ nhà là có giám sát 24/24 ở công trình để làm sao mà công trình hoàn thiện nó đúng như bản vẽ. Thì đó là cái lợi thế của cái việc các bạn thuê một đơn vị thiết kế và thi công chọn gói chuyên nghiệp. Xu thế, đó là xu thế các bạn nhé, nó xu thế tất yếu. Chúng ta không lên ôm đồm nhiều quá. Nhiều người nghĩ rằng là đưa cho đơn vị khác làm thi công chọn gói thì họ sẽ ăn nhiều của chúng ta, hoặc là chúng ta có người thân tự gì chúng ta không làm từng phần chúng ta quản lý. Nhưng mà cái thời gian đó bạn có thể là dành cho cái việc kiếm tiền sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Cái giá mà các bạn trả cho những cái đơn vị thiết kế và thi công chọn gói chuyên nghiệp thì họ sẽ làm cho các bạn một ngôi nhà bạn không phải đau đầu, không phải lăn tăn, không phải suy nghĩ, không phải băn khoăn về mặt chất lượng cũng như về mặt thẩm mỹ. Đó là cái giá trị của họ mà các bạn cần phải trả thêm để nhận được cái phần đó. Còn cái gì nó cũng có giá của nó. Nếu các bạn tự đứng ra thi công
tự đứng ra gọi vật liệu, tự đứng ra quản lý toàn bộ các cái nhà thầu phụ, thì nó cũng có cái giá là bỏ toàn bộ thời gian của nó, và nhiều khi bạn vô tình trở thành gì ạ, một tổng thầu quản lý không chuyên nghiệp. Tại vì bạn không chuyên thì họ hỏi cái gì đó thì bạn lại chưa nắm được toàn bộ các cái tổng thể, các cái kiến thức về chuyên môn, thì nhớ đâu cái quyết định của bạn đưa ra nó là sai sót, đúng không ạ? Đó, thì theo tôi có điều kiện tốt nhất chúng ta nhẹ đầu và lên khoán cho một đơn vị thiết kế, và họ là người đơn vị thi công chọn gói luôn, để họ đảm bảo cái sản phẩm của họ, và chúng ta chỉ cần tới kiểm tra nghiệm thu thì cái việc chúng ta xây nhà sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, tránh cái trường hợp mà tôi thấy rất nhiều người nhà xây xong bạc hết cả đầu, hoặc là trong lòng cứ băn khoăn suy nghĩ không, hoặc là xây dựng lên đỏ đống tiền, không đúng theo cái ý tưởng, cái mong muốn của mình, thì đó là điều không lên các bạn nhé. Thì hy vọng cái chia sẻ vừa rồi về cái ngôi nhà vườn của tôi hữu ích cho mọi người, và mọi người có thể tham khảo cái gì đó về lối kiến trúc, về mặt bằng công năng, về cái tư duy đó. Và trong cái video sau tôi sẽ chia sẻ các bạn chi tiết về phần nội thất của cái khu vực nhà chính và nhà phụ, và đây cũng là một cái phần rất hay. Thì hy vọng mọi người xem video sau vào ngày mai nhé. Xin chào các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Các bạn cần tôi tư vấn về thiết kế hoặc thi công thì bạn hãy liên hệ chúng tôi ở bên dưới. Xin chào các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.